Đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn, hôm nay đã đến thăm và chúc mừng các giám mục giáo phận Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thăm và chúc mừng giám mục Trần Văn Toản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Minh Châu cho biết, thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc gắn kết phát triển kinh tế xã hội với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và bà con giáo dân thuộc giáo phận Long Xuyên nói riêng. Trong đó có các chức sắc và đồng bào công giáo, đặc biệt là giáo phận Long Xuyên đã hỗ trợ giúp đỡ thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều phương diện. Giám mục Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc luôn được giám mục và bà con giáo dân coi trọng giữ gìn. Đoàn cũng đến thăm giám mục Bùi Tuần, đồng chí Ngô Minh Châu bày tỏ trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp của giám mục Bùi Tuần cho khối đại đoàn kết dân tộc và sự phát triển chung. Thay mặt đoàn, đồng chí Ngô Minh Châu gửi lời chúc các giám mục, linh mục và bà con giáo dân đón Giáng sinh và năm mới an lành, ấm áp.